Hôm 30 tháng 11, sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc chính thức xác nhận cái chết của Giang Trạch Dân, nhà tiên tri nổi tiếng người Anh Hamilton Parker đã đưa ra một số dự đoán cho năm 2023 rằng Trung Quốc sẽ gặp phải một số biến cố lớn. Biến động này sẽ gây ra một số thay đổi mạnh mẽ đối với quốc gia này và trên toàn thế giới. Vậy những biến cố ấy là gì? Chúng ta hãy cùng đón xem. Tiên tri Parker, sự sụp đổ của Đảng Cộng sản Trung Quốc sắp xảy ra. Trung Quốc sắp có sự chuyển đổi vĩ đại. Quý khán giả của Tinh Hoa TV, các bạn hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký cùng với chiếc chuông nhỏ này nhé. Parker từng nói, tôi bắt đầu dự đoán một số điều Trung Quốc vào năm 2015. Vì vậy tôi không nhìn thấy rõ ràng vào thời điểm đó, nhưng tôi thấy một số điều sẽ xảy ra như những gì đã xảy ra ở Hồng Kông. Tất nhiên là nó đã xảy ra và sẽ sớm xảy ra một lần nữa. Tôi cũng đã nói trong video hồi tháng 9 năm 2022 rằng một sự kiện lớn ở Trung Quốc sẽ diễn ra ở Nội Mông, nhưng thực tế nó đã xảy ra ở Tân Cương. Điều này lẽ ra phải làm dấy lên một làn sóng phản đối ở Trung Quốc. Tôi cũng đã nói rằng tôi nghĩ đó là một vấn đề lớn. Đồng thời trong một video vào tháng 9, Parker từng đưa ra dự đoán Tập Cận Bình sẽ không lên ngôi lần thứ 3. Sau đó, chuyện này đã không xảy ra. Tập lên ngôi và đã bắt đầu nhiệm kỳ thứ 3. Một số người bắt đầu bôi nhọ ông. Nhưng trong các cuộc biểu tình mới nhất, khắp nơi trên thế giới đã chứng kiến những người kêu gọi ông Tập từ chức. Parker giải thích, đôi khi tôi không nhìn rõ lắm, nhưng rất nhiều người muốn yêu cầu tôi nói cho họ biết chuyện gì sắp xảy ra. Tôi đã luôn cảm thấy nhiệm kỳ thứ 3 của Tập Cận Bình không được bình thường. Tập Cận Bình sẽ bị người dân lật đổ. Parker cho rằng Tập Cận Bình sẽ bị người dân lật đổ, nhưng ông lo lắng nếu Tập Cận Bình bị lật đổ, có thể một người khác sẽ thay thế Tập và người này còn nguy hiểm hơn. Parker tin rằng các cuộc biểu tình lớn ở Trung Quốc cuối cùng sẽ bị chính quyền đàn áp. Tuy nhiên, ông cũng thấy cuộc đàn áp lại làm dấy lên nhiều cuộc biểu tình hơn. Hơn nữa, Hồng Kông sẽ đi theo sự dẫn dắt của Trung Quốc đại lục và sẽ sớm có một số cuộc biểu tình. Một số người Duy Ngô Nhĩ cũng sẽ tham gia vào các hoạt động như vậy. Parker cho rằng lửa đã cháy rồi, khó dập và rất khó xoay sở. Các cuộc biểu tình sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Ông tiếp tục nói, mặc dù cuộc biểu tình này là do phong tỏa, nhưng dịch bệnh trên thực tế chỉ là một vấn đề nhỏ. Tôi đã nói về tình trạng thiếu lương thực toàn cầu trong các video trước, nhưng sẽ sớm xảy ra tình trạng thiếu lương thực nghiêm trọng ở Trung Quốc. Loại thiếu lương thực này sẽ dẫn đến loại cách mạng phản đối ở Trung Quốc, Ả Rập và Nga. Đã có những cuộc cách mạng do thiếu lương thực bởi vì người dân có bất bình sâu sắc. Tình trạng thiếu lương thực này chẳng khác gì đổ dầu vào lửa, gây ra một cuộc khủng hoảng lớn hơn cho chế độ cầm quyền. Parker tin rằng các cuộc biểu tình hiện nay ở Trung Quốc sẽ không dẫn đến các sự kiện đẫm máu như cách mạng văn hóa những năm 1960, nhưng sẽ có thương vong và ông tin rằng sẽ không có đổ máu quy mô lớn. Ông có cảm giác mạnh mẽ rằng năm 2025 sẽ là một năm bước ngoặt đối với Trung Quốc. Làn sóng biểu tình ở Trung Quốc hiện nay mặc dù bị chính phủ đàn áp, nhưng sẽ có những cuộc biểu tình mới, rồi chính phủ lại đàn áp. Cứ như vậy không ngừng biểu tình kháng nghị, không ngừng đàn áp, sẽ có mấy đợt thủy triều như vậy. Parker đề cập trong video vào tháng 9 năm 2022 rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ sớm sụp đổ. Lần này, ông cũng nói thêm, tôi đã thấy Đảng Cộng sản Trung Quốc sụp đổ và nếu tôi đúng, tôi nghĩ nó sẽ sớm sụp đổ. Thực ra, tôi đã nói về sự sụp đổ của Đảng Cộng sản Trung Quốc từ lâu. Những cảnh tượng mà tôi mô tả dường như rất gần với thời điểm nó sẽ xảy ra và tôi muốn nói rằng nó sẽ thực sự xảy ra sớm thôi. Ai thông đồng với Đảng Cộng sản Trung Quốc đều có tội. Sau sự kiện biểu tình ở Trung Quốc, người dân trên toàn thế giới cũng sẽ chỉ trích các nhà lãnh đạo quốc tế. Nhiều người sẽ biết rằng những chính trị gia này đã tham nhũng và giao dịch với Trung Quốc. Họ đều bị Đảng Cộng sản Trung Quốc mua chuộc, không chỉ Hunter Biden mà còn nhiều người khác nữa. Không cần nói cũng biết những kẻ này vẫn chưa bị bắt cùng với các bằng chứng, nhưng rõ ràng họ đã và đang có những giao dịch ngầm hết sức giảo hoạt. Parker cũng đề cập rằng các chính trị gia tham nhũng nhận tiền từ Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ bị phơi bày trên khắp thế giới. Điều này cũng gây ra sự hỗn loạn trên thế giới, bao gồm cả nước Anh. Ông nói sẽ có một sự phơi bày lớn ở Anh, một số chính trị gia sẽ bị trục xuất khỏi chính trường. Các chính trị gia này đến từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm châu Phi, châu Âu, Thụy Điển, Đức,
Ý, Pháp, vân vân. Vì vậy chúng ta sẽ thấy nhiều chính trị gia sẽ hạ đài. Nó không chỉ ở Trung Quốc mà sẽ xảy ra trên toàn thế giới, và nó sẽ gây ra nhiều bất ổn hơn. Ông cảm thấy cuộc cách mạng phản đối này ở Trung Quốc sẽ diễn ra hết đợt này đến đợt khác, nhưng nó sẽ kết thúc một cách rất tốt đẹp, và sự kiện này sẽ giúp thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Ông kết luận, chúng ta cũng sẽ thấy một số bất ổn ở nhiều nơi trên thế giới. Tuy nhiên, những vấn đề này suy cho cùng cũng là khởi đầu cho một sự thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp. Chúng ta đang ở giai đoạn đi từ bóng tối ra ánh sáng. Về câu hỏi liệu có xảy ra chiến tranh thế giới thứ ba hay không, thì Parker cho rằng chúng ta sẽ không có chiến tranh thế giới thứ ba, nhưng chúng ta sẽ chứng kiến một số thay đổi sâu rộng. Ngoài ra, liên quan đến nền kinh tế Trung Quốc, Parker tin rằng nền kinh tế Trung Quốc sẽ không sụp đổ hoàn toàn. Ánh sáng sâu đêm đen. Ông Parker cũng nhấn mạnh về cuộc cách mạng ở Trung Quốc rằng sâu đêm đen, điều chờ đón cuối cùng là tốt đẹp. Parker bày tỏ chủ nghĩa tam dân của Tôn Trung Sơn sẽ tái hiện ở Trung Quốc. Vợ của ông đã gợi mở ông tiên tri những điều này. Bà đã rất nhiệt huyết trong việc tìm kiếm gây quỹ và dùng toàn bộ quỹ này để giúp đỡ xây dựng tượng Tôn Trung Sơn, truyền bá chủ nghĩa dân tộc, dân quyền, dân sinh của Tôn Trung Sơn. Chủ nghĩa này được tiếp nối ở Đài Loan và vẫn được tôn trọng rất lớn. Parker nói, tôi cảm nhận được chủ nghĩa của ông ấy sẽ khích lệ người đời sau tiến bước, và điều này thực sự sẽ xảy ra ở Trung Quốc. Trung Quốc sẽ có thời gian tốt đẹp hơn. Giáo nghĩa chủ nghĩa dân tộc của ông, chủ quyền và phúc lợi của nhân dân sẽ tái hiện và tỏa ra sức sống. Ngoài ra, Parker còn nói, các tỉnh Trung Quốc tự trị, chính phủ trung ương thống nhất giống như tổ chức liên hợp châu Âu. Mọi người tự do di chuyển, tự do làm việc, tự do sống, nhưng lại là điều mà liên hợp châu Âu không thể nào sánh được. Nếu tiên tri này đúng, vậy có nghĩa là tất cả những nỗ lực dùng vũ lực thống nhất Đài Loan của Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ chỉ là giấc mộng. Giống như nước Nga vốn kế hoạch trong 3 tháng sẽ chiếm lĩnh hoàn toàn Ukraine, cuối cùng hoàn toàn ngược lại. Có nhiều người cho rằng có lẽ đây là tượng trưng cho chủ nghĩa cộng sản hoàn toàn rời đi. Giá trị phổ quát của nhân loại sẽ trở về trên khắp Trung Quốc. Chúng ta có thể thấy Đài Loan nhìn có vẻ rất nhỏ yếu, Đảng Cộng sản Trung Quốc nhìn có vẻ rất lớn mạnh. Nhưng lịch sử lại thể hiện ngược lại, nhỏ có thể thắng lớn, như nước Kim của dân tộc thiểu số đem lại cho Triều Tống nổi hận phong quốc. Quân Thanh chỉ có mấy vạn lại tiến thẳng tiêu diệt vương triều Đại Minh. Tiếng súng của một nhóm nhỏ binh sĩ thành Vũ Xương lại giống lên hồi chuông tống tán vương triều Đại Thanh. Ngày nay, Ukraine nhỏ bé khắc chế nước Nga trông có vẻ lớn mạnh. Tất cả những điều này đã diễn dịch một đạo lý. Có đạo thì được trợ giúp nhiều, vô đạo thì ít được trợ giúp. Đó là thiên lý.